Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 11 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin 16 hòm kẽm về Hà Nội, Phú Trọng không gửi lời chia buồn. Vâng, trong ngày hôm nay các bạn đã chứng kiến hình ảnh rất đau thương, đó là việc 16 công dân Việt Nam trong tổng số 39 người đã bắt đầu được chuyển về Hà Nội. Và người Việt Nam trong và ngoài nước cũng như dư luận trên thế giới đã chứng kiến sự đau buồn này diễn ra. Và trong đó, chính phủ Anh đã đưa 16 thi hài này từ đêm hôm qua bay một chuyến bay sớm nhất từ sân bay ở London và đã về đến Việt Nam vào sáng sớm tại sân bay Nội Bài. Nhưng ông Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn hoàn toàn im lặng, không chia sẻ những sự buồn đau này với gia đình, những thân nhân công dân Việt Nam này, và điều đó đang đặt câu hỏi rất lớn trong cộng đồng trong và ngoài nước cũng như chính phủ nhiều nước trên thế giới về trách nhiệm của một người Chủ tịch nước với gần 100 triệu dân ở Việt Nam. Và truyền thông quốc tế đã bắt đầu đăng tải về vụ việc này. Vụ 39 nạn nhân thi hài về tới quê nhà. Đây là hình ảnh mà các bạn cũng đã chứng kiến trên truyền thông trong và ngoài nước về việc trong tổng số 39 người chết thì đã có 16 chiếc quan tài như vậy đã được chuyển vào sáng sớm nay do hàng không Việt Nam Airlines chuyển đến vào sân bay Nội Bài. Đợt đầu tiên vận chuyển thi hài nạn nhân trong vụ xe tải về Anh, từ Anh về tới Việt Nam. 16 thi hài được chuyển từ sân bay London hôm 26 tháng 11 và về tới sân bay Hà Nội, Nội Bài vào sáng hôm thứ Tư ngày 27 tháng 11, tức là hôm nay. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ, mỗi chiếc quan tài này đều được ghi thông tin cụ thể và ngay cả có hình ảnh của nạn nhân cũng được dán ở trên nóc quan tài để tránh cái sự nhầm lẫn. Và điều này phải nói rằng chính phủ Anh đã làm việc hết sức tỉ mẩn và cẩn thận. Và đài BBC tiếng Việt tại London cũng đã phát đi bản tin trên toàn thế giới miêu tả cảnh nhà cầm quyền tại Hà Nội nhận 16 xác công dân của mình để trở về các địa phương. Và sau đó đây, mời các bạn xem những hình ảnh video này và chúng tôi xin chia sẻ ngay với các bạn để cùng biết. Rạng sáng ngày 27 tháng 11, 16 thi thể trong vụ thùng xe ở Anh đã về đến Hà Nội trên chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam Airlines. Nhiều xe cứu thương được huy động để chuyên chở các thi hài về địa phương của mình. Vì lý do an ninh, người nhà nạn nhân không được đi cùng đoàn. 16 thi hài lần này là con em các gia đình tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Gia đình của 39 nạn nhân được thông báo từ giờ đến cuối tuần các thi thể và tro cốt sẽ về đến Việt Nam. Đa số các gia đình muốn nhận thi hài, nhưng được biết có ít nhất 7 gia đình muốn nhận tro cốt. Việc hỏa táng được thực hiện tại London vào ngày 26 tháng 11 là hôm qua. Việt Nam công bố cho chi phí đưa các nạn nhân về nước vào khoảng 66 triệu đồng cho một thi hài và 41 triệu đồng nếu họ nhận lọ tro. Vâng, như vậy là các bạn vừa theo dõi một bản tin ngắn của đài tiếng nói BBC từ London, và họ đã miêu tả rất rõ về cái hành trình của 16 thi thể này tại sân bay Nội Bài đã được nhận như thế nào. Và ngoài ra, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã đưa ra xác nhận vào hôm nay 27 tháng 11 về việc vừa nhận được 16 xác chết, tổng cộng trên 39 xác của người Việt Nam tại sân bay Nội Bài. Và đây là thông tin của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Bản tin của Bộ Bảo hộ Công dân của Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận việc tiếp nhận thi hài này như hình ảnh kèm theo đây. Sáng ngày 27 tháng 11 năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương trong nước đưa 16 trong tổng số 39 thi hài, di hài của nạn nhân thiệt mạng tại hạt Essex, đông bắc London, từ Anh về tới sân bay Nội Bài. Ngay sau khi hạ cánh, đại diện các địa phương có người bị nạn là Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đã tiếp nhận và đưa 16 nạn nhân này về địa phương để bàn giao cho gia đình. Bản tin này mô tả hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam và Anh đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ để sớm đưa nạn nhân còn lại về nước. Và gia đình 16 nạn nhân này không được đến trực tiếp để nhận xác con tại sân bay Nội Bài. Và đây là hình ảnh quan tài của nạn nhân được đưa vào xe cứu thương để trở về quê trong ngày hôm nay đã được đăng tải ở trang truyền thông.
truyền thông trong nước đưa tin người nhà nạn nhân không ra sân bay Nội Bài vì lý do an ninh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Can Lộc, Hà Tĩnh Bùi Huy Cường được Việt Nam Express dẫn lời nói lãnh đạo huyện và các xã có người tử vong sẽ đi cùng vì lý do an ninh người nhà nạn nhân không được theo đoàn. Thì ông đã nói như vậy. Thì đây là điều hết sức đặc biệt. Và khi mà thân nhân của họ bị chết và đưa về đến sân bay Nội Bài thì bản thân những gia đình này lại không được đến trực tiếp để nhận mặt và nhận thi hài mà về, mà phải qua một cấp trung gian của cấp tỉnh rồi cấp huyện và đưa về xã, về tận nơi. Thì điều đó là cũng nói lên cái việc mà Việt Nam dường như không muốn những thông tin này được loan báo một cách rộng rãi và chi tiết, đặc biệt là từ những gia đình nạn nhân. Và tại quê hương, các gia đình nạn nhân chỉ được nhà cầm quyền báo trước có ít tiếng để chuẩn bị cho việc hậu sự này. Điều này các bạn có thể tham khảo thêm những thông tin mới. Và đây là hình ảnh đoàn xe đưa thi thể nạn nhân thiệt mạng tại Anh rời sân bay quốc tế Nội Bài trở về quê hương của họ vào ngày hôm nay 27 tháng 11 năm 2019. Thì các bạn thấy rất rõ là logo của hãng hàng không Việt Nam Airlines và chuyến hàng máy bay này của Việt Nam Airlines đã chở 16 xác chết về Nội Bài sáng nay. Bài báo của báo điện tử này mô tả nhiều gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh cho biết khi xe chở thi hài cách nhà khoảng vài tiếng, cơ quan chức năng sẽ thông báo để gia đình chuẩn bị hậu sự. Hầu hết các gia đình có nạn nhân tử vong ở Anh muốn nhận thi hài người thân. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, được biết có một số gia đình có nguyện vọng nhận cho hỏa táng. Hôm thứ Ba ngày 26 tháng 11, một số gia đình nạn nhân tại Việt Nam nói họ chưa biết chắc ngày nào thi thể được đưa về và chỉ được thông báo là từ giờ tới cuối tuần mà thôi. Thi thể của 39 nạn nhân Việt Nam được tìm thấy tại khu công nghiệp Access thuộc một trong một container đông lạnh từng được chở qua đường biển từ cảng Seabrook ở Bỉ tới cảng Puffet của Anh vào sáng sớm ngày 23 tháng 10. Danh tính 39 nạn nhân xấu số được cảnh sát hoặc Access Bộ Công an Việt Nam đồng thời công bố vào ngày 9 tháng 11 vừa qua. Thì như vậy là qua xác minh ban đầu thì có mời Đại sứ quán Trung Quốc đến nhận nhưng họ đã từ chối. Và sau đó thì đúng như vậy, thì 39 nạn nhân này đều là người Việt Nam chứ không phải người Trung Quốc. Và mặc dù chính phủ Anh đã giúp đỡ và hỗ trợ rất nhiều cho cả 39 nạn nhân đưa thi hài về quê hương, nhưng nhà cầm quyền tại Hà Nội vẫn thu tiền của mỗi gia đình nạn nhân để chi trả cho việc vận chuyển xác công dân Việt Nam về nước. Và điều này hết sức đặc biệt đối với các chính phủ ở các nước trên thế giới. Và để gần lại, các bạn sẽ thấy đây là hình ảnh nhân viên sân bay quốc tế Nội Bài vận chuyển thi thể các nạn nhân lên ô tô để đưa về quê nhà vào hôm nay ngày 27 tháng 11 năm 2019. Một số văn bản cho thấy chính phủ Việt Nam sẽ ứng trước chi phí để hỗ trợ các gia đình đưa lọ tro hoặc thi hài nạn nhân về nước và các gia đình lại hoàn trả lại chi phí này sau đó. Phía Việt Nam thông báo rằng mức phí hỏa táng, thi thể và vận chuyển lọ tro bằng đường hàng không từ Anh về Việt Nam là 1.370 bảng Anh, tức là khoảng 41 triệu đồng Việt Nam. Và chi phí mang thi hài là 2.208 bảng Anh, tức là khoảng 66 triệu đồng Việt Nam. Một nguồn thạo tin nói với truyền thông quốc tế, chi phí thực tế mang thi hài cao hơn 66 triệu đồng vì có mấy khoản phụ phí khác. Thì như vậy là rõ ràng, những người thân gia đình nạn nhân còn phải đóng thêm những khoản tiền khác ngoài 66 triệu đồng này. Thì điều đó chắc chắn là sẽ biết thêm trong thời gian tới. Và các đồng hương người Việt Nam trong và ngoài nước đã quyên góp giúp đỡ gia đình nạn nhân trong thời gian qua. Và hình ảnh và thông tin thêm. Đây là hình ảnh xe chở thi hài nạn nhân về đến xóm 11 xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu vào hôm 27 tháng 11 năm 2019. Và các bạn thấy rất rõ là nhiều người dân đã tụ tập lại để đón người thân của họ. Báo Thanh Niên hôm 26 tháng 11 đưa tin nhiều gia đình có người thân tử vong ở Anh bày tỏ nguyện vọng được bà Đỗ Thị Kim Liên, một doanh nhân có tiếng hỗ trợ chi phí để đưa thi thể người thân về nước và đã được bà Liên hỗ trợ. Việt Home, trang tin của Anh cho biết một chương trình ca nhạc hôm Chủ nhật ngày 24 tháng 11 tại Birmingham quyên tiền ủng hộ gia đình nạn nhân nhận được 117.000 bảng Anh, tương đương với 3,5 tỷ đồng Việt Nam. Tính tới sáng ngày 27 tháng 11 giờ Việt Nam, một nhóm gây quỹ trên mạng, viết tắt là GoFundMe, nhận được 27.000 đô la, tức là tương đương với 630 triệu đồng Việt Nam từ hơn 620 người trên toàn cầu. Tập đoàn Vingroup hôm 20 tháng 11 xác nhận đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân ở Nghệ An và Hà Tĩnh 20 triệu đồng. Nghệ An có 21 gia đình và Hà Tĩnh có 10 gia đình có nạn nhân tử nạn trong thời gian vừa qua. Và đại sứ Anh tại Vương quốc Anh tại Việt Nam đã gửi lời chia buồn tới các gia đình khi ngày hôm nay nhận được
bắt đầu nhận được thông tin và nhận được xác của người thân của mình. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video mà đại sứ Anh chia sẻ vào sáng nay để cùng biết về. Tuần trước tại London, tôi đã gặp ông Trần Ngọc An, đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh. Chúng tôi đã thảo luận nhằm phối hợp chặt chẽ để đảm bảo rằng các nạn nhân trong thảm kịch tại Essex có thể đoàn tụ với gia đình ở Việt Nam. Ngày hôm nay, nhóm đầu tiên đã được đưa về bằng máy bay từ London và hiện đang trên đường trở về quê nhà của họ. Tôi hy vọng điều này sẽ phần nào mang lại niềm an ủi cho gia đình và người thân. Đây là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Tôi muốn khẳng định với các gia đình và người dân Việt Nam rằng chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam trong phòng chống mua bán người và bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Mua bán người là một vấn nạn toàn cầu, cần có sự hợp tác chặt chẽ để giải quyết. Chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan chức năng của Việt Nam để tiếp tục điều tra những hành vi phạm tội dẫn đến thảm kịch này. Trong thời gian tới, tôi sẽ tới thăm những địa phương có nạn nhân để chia buồn và nhấn mạnh cam kết của chính phủ Anh trong ngăn chặn những thảm kịch tương tự tái diễn. Vâng, các bạn vừa chứng kiến cái lời chia buồn rất sâu sắc của Ngài Đại sứ Anh tại Hà Nội vào ngày hôm nay. Và số người Việt Nam vượt biên trái phép vào Anh và châu Âu ngày càng trẻ đã làm cho chính phủ các nước phải đưa ra các biện pháp an ninh biên giới và nội địa mới nhằm ngăn chặn điều này cũng như là ngăn chặn những thảm họa mà có thể sẽ diễn ra vào thời gian tới. Nạn nhân trẻ Việt Nam gia tăng. Đây là hình ảnh chia sẻ của một nạn nhân trẻ em Việt Nam bị bắt cóc và buộc phải làm việc tại các trại trồng cần sa tại Anh. Scotland quyết định thành lập một đội đặc cảnh sát đặc nhiệm chống buôn lậu trẻ em vì lo ngại số lượng trẻ em nạn nhân Việt Nam sẽ tăng cao trong thời gian tới. Thống kê ghi nhận số trẻ em Việt Nam tìm giúp đỡ tại thành phố Edinburgh gần đã tăng lên. Tính tới 13 tháng 11, các cơ quan chống buôn người của Scotland đã tiếp nhận 397 đơn, trong đó có 196 đơn là người Việt Nam. Trong số 196 người này, có 90 người Việt Nam tự khai rằng họ dưới 18 tuổi. Người lái xe của xe tải Robinson bị cáo buộc nhiều tội danh liên quan đến cái chết của 39 người Việt tại Essex tháng trước đã thừa nhận có âm mưu hỗ trợ hoạt động nhập cư bất hợp pháp. Người đàn ông 25 tuổi này hôm 16 tháng 11 thừa nhận trước tòa ở Bailey đã thông đồng với người khác để hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp từ ngày 1 tháng 5 năm 2018 đến ngày 24 tháng 10 năm 2019. Thì như vậy là hơn một năm đã hoạt động những nhiệm vụ này. Một người đàn ông khác là Trish Lopes, 23 tuổi, cũng bị cáo buộc tội buôn người liên quan đến cái chết của 39 nạn nhân này. Kennedy bị cáo buộc âm mưu tổ chức hoặc hỗ trợ chuyển người với mục đích bóc lột và thông đồng việc thực hiện hành vi xuất nhập cảnh trái phép tại Anh Quốc. Ba người khác bị bắt vì tình nghi ngộ sát và âm mưu buôn người nhưng đã được tại ngoại. Thì như vậy là với những cái thông tin như thế này, với quốc tế thì rõ ràng là một cái điều mà quan tâm của cộng đồng trong thời gian tới sẽ tiếp tục xảy ra những cái vụ việc có thể sẽ tương tự, vì rất nhiều người Việt Nam hiện nay vẫn đang trốn tại một khu rừng tại Pháp và nhiều cái nước xung quanh để sẵn sàng vào Anh bằng mọi cách. Và đã hơn một tháng nay, kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2019, khi phát hiện ra 39 xác nạn nhân bị chết ngạt và cóng trong xe đông lạnh tại Anh, toàn bộ số người này sau đó được xác nhận là công dân đến từ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thủ tướng Anh cũng đã đến tận nơi đặt vòng hoa tưởng niệm 39 nạn nhân Việt Nam. Nhưng người đứng đầu nhà nước Việt Nam là ông Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn im lặng hoàn toàn, không thèm gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Điều đó cho thấy chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội mà ông Trọng đang bắt buộc người dân phải đi theo là một lý thuyết ngoại lai hoàn toàn xa lạ với truyền thống và tình cảm dân tộc. Nó biến con người thành thứ vô cảm với cái chết của đồng loại. Thứ lý tưởng cộng sản, nhẫn tâm và đầy tai họa này cần phải thay đổi.
và loại bỏ trong thời gian tới. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Tư, ngày 27 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết, cũng như để lại bình luận. Và hãy bấm nút theo dõi Facebook, YouTube của Thời báo.de để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất. Và nếu các bạn có những thông tin đặc biệt muốn chia sẻ, thì hãy gửi về email của Thời báo info@thoibao.de để chúng tôi tiếp tục cập nhật và phục vụ bạn đọc. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.